Xin chào tất cả các em học sinh 12 trường Trung học phổ thông Phú Bài. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau dạy và học bằng hình thức trực tuyến. Giới thiệu về các em trong chương trình lịch sử 12 gồm hai phần. Phần thứ nhất là lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến 2000 và phần thứ hai là lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000. Cô trò chúng ta sẽ đi vào phần chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến 2000. Trong phần này gồm 6 chương. Tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu chương thứ nhất. Chương 1, bài 1, sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 đến năm 1949. Với những nội dung như sau. Bài này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945 và những thỏa thuận của ba cường quốc. Thứ hai đó là sự thành lập của Liên Hiệp Quốc. Thứ ba, sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập. Và theo chương trình giảm tải của bộ, phần 3, các em tự động. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi vào nội dung. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, hội nghị Yên Ta tháng 2 năm 45 và những thỏa thuận của ba cường quốc. Trong phần này, các em cần nắm cho cô những nội dung sau. Nắm được trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai được thiết lập như thế nào. Và để biết được trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai được thiết lập ra sao thì các em phải khai thác cho cô những vấn đề. Đó là nắm được hội nghị Yalta được triệu tập trong bối cảnh nào. Thứ hai, những quyết định quan trọng của hội nghị Yalta. Và thứ ba, những quyết định đó có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh. Cô sẽ hướng dẫn các em nắm được hoàn cảnh của hội nghị Yalta. Nói đến hội nghị Yalta được triệu tập trong hoàn cảnh nào? Thì hội nghị Yalta được triệu tập vào đầu năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng cấp bách đặt ra trước các nước đồng minh. Và có 3 vấn đề cấp bách được đặt ra. Thứ nhất, đó là nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. Thứ hai, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. Thứ ba, đó là phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế được triệu tập tại hội nghị Yalta Liên Xô từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc đó là Liên Xô, Mỹ và Anh. Đây là hình ảnh nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh. Đại diện cho Liên Xô là Stalin, đại diện cho Mỹ là Tổng thống Roosevelt và đại diện cho Anh là Thủ tướng Churchill. Hội nghị đã đến những quyết định quan trọng như sau. Có 3 quyết định quan trọng trong hội nghị. Quyết định quan trọng thứ nhất, các nước tham dự thống nhất mục tiêu chung, đó là tiêu diệt từng gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân Việt Nhật. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau chiến tranh, thì Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á tại Bình Dương. Quyết định thứ hai, đó là thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Quyết định thứ ba là thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Trong ba quyết định trên, thì quyết định thứ ba là quyết định gây tranh cãi nhiều nhất giữa ba cường quốc. Vậy vì sao quyết định thứ ba lại gây tranh cãi nhiều nhất? Vì thực tế nó liên quan đến quyền lợi của từng cường quốc. Và theo quyết định thứ ba, thỏa thuận việc đóng quân ở các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á, thì sự phân chia đó như thế nào? Các em theo dõi quan sát bản đồ. Đây là bản đồ sự phân chia khu vực ảnh hưởng trên thế giới theo trật tự Yalta. Khu vực ảnh hưởng của Liên Xô là màu đỏ, khu vực ảnh hưởng của Mỹ và Tây Âu là màu xanh và màu vàng là các nước trung lập. Và theo sự phân chia trong thỏa thuận của hội nghị Yalta ở châu Âu và châu Á thì cụ thể được phân chia như sau. Theo thỏa thuận của hội nghị Yalta trong việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu thì được phân chia như sau. Tây Âu là vùng ảnh hưởng của Mỹ, Anh và Pháp. Đông Âu là vùng ảnh hưởng của Liên Xô. Và tại châu Âu, Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Âu, Tây Đức, Tây Berlin. Liên Xô chiếm Đông Âu, Đông Đức và Đông Berlin. Hai nước Áo, Phần Lan trở thành những nước trung lập. Còn ở châu Á, hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chủ nhật. Thứ nhất, giữ nguyên hiện trạng Mông Cổ.
2. Khôi phục quyền lợi của nước Nga đã bị mất trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật 1904. Trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Sakhalin, Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Kuril. Quân đội Nhật chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm phía Bắc và quân Mỹ chiếm đóng ở miền Nam, lấy vị tuyến 38 làm ranh giới. Trung Quốc trở thành một quốc gia thống nhất dân chủ. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cải tổ với sự tham gia của Đảng Cộng sản và các đảng phái dân chủ. Trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan, quần đảo Bành Hồ. Còn các vùng còn lại của châu Á như là Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của cả nước tư bản phương Tây. Và theo thỏa thuận của hội nghị Potsdam tại Đức vào ngày 17 tháng 7 năm 1945 đến ngày 2 tháng 8 năm 1945, việc dẹp dạp quân Nhật ở Đông Dương giao cho quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân Quốc, quân Anh vào phía Nam, Trung Hoa Dân Quốc vào phía Bắc, lấy vị tuyến 16. Trên cơ sở sự phân chia của phạm vi ảnh hưởng trong hội nghị Yên Tha, đã ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? Những quyết định trong hội nghị Yên Tha và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc tại hội nghị Potsdam dẫn đến một hệ quả, đó là một khuôn khổ của trật tự thế giới mới được thiết lập, đó là trật tự hai cực Yên Tha. Hai cực có nghĩa là hai phe, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đứng đầu mỗi phe, Mỹ và Liên Xô. Như vậy là theo sự phân chia phạm vi ảnh hưởng trong hội nghị Yên Tha ở châu Âu và châu Á, thì rõ ràng thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai đã chia thành hai hệ thống xã hội độc lập. Một bên là tư bản chủ nghĩa, một bên là xã hội chủ nghĩa, và đứng đầu mỗi phe đó là Liên Xô và Mỹ. Nội dung thứ hai chúng ta là tìm hiểu, đó chính là nói đến Liên Hợp Quốc. Thì các em cũng biết đây là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hội nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm điều hòa, nỗ lực quốc tế và mục tiêu chung. Tiền thân của Tổ chức Liên Hợp Quốc đó chính là Hội Quốc Liên, được thành lập trong hội nghị Versailles, Washington, được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngôn ngữ hành chính tiếng Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Quốc. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về sự thành lập, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc, những đóng góp của tổ chức này đối với thế giới. 2. Sự thành lập Liên Hợp Quốc. Tổ chức Liên Hợp Quốc thành lập nhằm mục đích gì? Từ khi thành lập cho đến nay, Liên Hợp Quốc là hoạt động bao gồm 7 nguyên tắc và vai trò của Liên Hợp Quốc. Cơ cấu tổ chức Liên Hợp Quốc. Tổ chức Liên Hợp Quốc được thành lập từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 26 tháng 6 năm 1945. Đại biểu của 50 nước họp tại San Francisco ở Mỹ để thông qua hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 10 năm 1945, bản hiến chương chính thức có hiệu lực. Thêm như vậy, sau này lại ngày 24 tháng 10 là ngày kỷ niệm thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Mục đích của tổ chức Liên Hợp Quốc là gì? Mục đích hàng đầu của tổ chức Liên Hợp Quốc đó là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Thứ hai, phát triển các mối quan hệ hữu nghị và tiến hành hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Nói đến nguyên tắc hoạt động, từ khi thành lập cho đến nay thì Tổ chức Liên Hợp Quốc hoạt động thông qua 5 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. Thứ hai, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. Thứ ba, không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào. Thứ tư, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Thứ năm, chống sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn, Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Hiện nay thay thế cho Liên Xô đó chính là Liên bang Nga. Ở đây có một vấn đề được đặt ra. Vì sao trong 5 nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc thì Liên Hợp Quốc đưa ra là giải quyết mọi tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình?
Như các em đã biết, mục đích hàng đầu của Liên Hợp Quốc đó là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Cùng chính vì vậy, giải quyết mọi vấn đề tranh chấp là bằng biện pháp hòa bình. Và trong năm nguyên tắc đó, thì nguyên tắc bao trùm nhất, cơ bản nhất đó chính là nguyên tắc thứ 5, chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn trong Hội đồng Bảo an, Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Về cơ cấu tổ chức của Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Quốc gồm 6 cơ quan chính. Cơ quan cao nhất đó là Đại Hội đồng. Đại Hội đồng gồm tất cả những thành viên và mỗi năm họp một lần. Cơ quan quan trọng thứ hai đó là Hội đồng Bảo an. Hội đồng Bảo an là cơ quan chính trị. Đây là sơ cơ quan quan trọng nhất, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình an ninh thế giới, hoạt động theo nguyên tắc nhất trí cao của 5 ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an, và Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại Hội đồng. Hội đồng Kinh tế xã hội, đây là cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu, báo cáo xúc tiến về hợp tác quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế. Hội đồng Quản thác, đây chính là cơ quan giúp Đại Hội đồng kiểm soát việc thi hành chế độ quản thác ở các lãnh thổ mà Liên Hiệp Quốc ủy quyền cho một số nước quản lý, nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho các lãnh thổ có đủ khả năng tiến tới tự trị hoặc độc lập. Tòa án quốc tế là cơ quan tư pháp của Liên Hợp Quốc, có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế. Có 15 thẩm phán quốc tịch khác nhau, nhiệm kỳ 9 năm. Và cơ quan quan trọng thứ 6 đó là Ban Thư ký. Đây là cơ quan hành chính tổ chức của Liên Hợp Quốc, đứng đầu là Tổng Thư ký, nhiệm kỳ 5 năm. Và đây hình ảnh là Tổng Thư ký hiện nay của Liên Hợp Quốc, người Bồ Đào Nha. Và các em lưu ý, trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc, Đại Hội đồng là cơ quan cao nhất, tuy nhiên cơ quan quan trọng nhất chính là Hội đồng Bảo an. Vì Hội đồng Bảo an là chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, và đó cũng chính là cái mục đích chính của tổ chức Liên Hợp Quốc khi được thành lập. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc còn có hàng trăm cơ quan chuyên môn như là WHO, IMF, UNESCO, UNICEF, v.v. Trụ sở Liên Hợp Quốc hiện nay là đóng tại New York và nước Mỹ. Nói đến vai trò của Liên Hiệp Quốc, thì từ khi thành lập cho đến nay, Liên Hiệp Quốc có vai trò là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các nước, các dân tộc về kinh tế, về văn hóa và khoa học kỹ thuật. Quan hệ giữa Liên Hiệp Quốc và Việt Nam. Ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc và trở thành thành viên 149. Trong quá trình tham gia và là thành viên của Liên Hiệp Quốc, thì Việt Nam luôn luôn hoạt động theo đúng nguyên tắc và mục đích của Liên Hiệp Quốc. Vị trí và vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Điều đó được chứng minh vào năm 2007, Việt Nam được bầu là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009 và lần thứ hai là 2020-2021, gần đây nhất. Đây là năm tháng 10-2006, Việt Nam được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009. Vào lúc 22 giờ 10 phút tối ngày 7 tháng 6 giờ Việt Nam, Việt Nam chính thức trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Đây là lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2021, với tổng số phiếu ủng hộ là 192/193. Với số phiếu đó cho thấy rằng vị trí và vai trò của Việt Nam trong việc là
giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới ngày càng được nâng cao. Cùng chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Câu hỏi thứ nhất, hội nghị chúng ta diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai. Qua bài học thì các em dễ dàng nhận thấy hội nghị chúng ta diễn ra trong bối cảnh là chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Câu thứ hai, một trong những quyết định của hội nghị chúng ta tháng 2 năm 1945. Thì trong hội nghị chúng ta là có 3 quyết định. Quyết định thứ nhất, đó là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân Việt Nhật. Thứ hai, tổ chức lại trật tự thế giới. Thứ ba là phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Như vậy rõ ràng, A, tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức là một trong những quyết định của hội nghị chúng ta. Câu hỏi thứ ba, quân đội chiếm đóng ở tất cả các vùng lãnh thổ Tây Đức, Tây Berlin, Italia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau chiến tranh là? Theo sự phân chia của hội nghị chúng ta trong quyết định thứ ba thì rõ ràng đó là thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Câu thứ tư, quân đội chiếm đóng ở Đông Đức, Đông Berlin, Bắc Triều Tiên sau chiến tranh đó chính là Liên Xô. Mục đích tổ chức Liên Hợp Quốc được hiến chương nêu rõ đó là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Câu thứ 6, trật tự thế giới được thiết lập trong những năm 45-49 là trật tự hai cực yên ta. Còn trật tự Washington là cái trật tự được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu thứ 7, trong các nguyên tắc sau, nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc? Qua bài học thì các em cũng đã nắm được 5 nguyên tắc hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Đó là bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn. Như vậy, rõ ràng đáp án D, phương án D, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực đối với nhau, không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Phần cuối cùng đó là bài tập về nhà. Các em giải quyết cho cô hai bài tập. Bài tập thứ nhất, hãy rút ra nhận xét những quyết định của hội nghị chúng ta và ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế, đến tình hình Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào. Bài tập thứ hai đó là bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy đưa ra đánh giá của mình về vai trò của tổ chức Liên Hiệp Quốc trong hơn nửa thế kỷ qua. Liên Hiệp Quốc đã có sự giúp đỡ như thế nào đối với Việt Nam? Các em ghi lại bài tập, việc bài thu hoạch và cô sẽ kiểm tra. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.